Đi du lịch với ai? Cùng với mẹ của anh. Hóa ra mẹ mà anh đề cập đến là đây à? Trẻ quá nhỉ? Mẹ anh, sao em đâu ở đây? Cô Hạnh đây là mẹ trẻ con chưa đủ. Hôm nay là được đặc cách, đây là mẹ của sếp à? Em đang nói gì vậy hả? Lời lẽ khó nghe quá. Em mới là người phải hỏi anh đang làm gì ở đây. Sao anh lại lén lút đưa cô ta đi du lịch? Lén lút á? Chuyến đi này của anh được lên kế hoạch từ trước rồi em à. Hai anh chị nói chuyện với nhau đi ạ. Em xin phép. Cô đứng lại. Mai Anh, em thôi đi. Anh à, cô về trước đi. Ở đây không phải là công ty, nên hiện tại em không phải là nhân viên của chị. Đi hay ở, đó là quyền của em. Anh không đeo đồng hồ mới à? Đồng hồ mới nào? Đồng hồ đôi ấy. Đeo đồng hồ đôi với nhau cũng được thôi. Nhưng anh nhắm với cô Yến ấy, là từ sau không cần phải khiêu khích em như vậy đâu. Điều đó càng chứng tỏ là cô ấy thiếu tự tin thôi. Yến mà sao được? Cô Yến có thông qua anh Phú nhờ em chọn giúp một cặp đồng hồ đôi, và chắc chắn là tặng cho anh rồi. Qua chuyện này ấy, thì em đánh giá cô Yến là anh Phú bạn anh ấy level cực kỳ thấp. Với cương vị là mẹ con trai anh ấy, và em cũng muốn tương lai của anh sau này được sáng lạn hơn, để con trai em còn được nhờ, thì em muốn nhắc nhở anh này. Anh nên cẩn trọng cô Yến lẫn anh Phú đấy. Yêu đương cũng được thôi, bạn bè cũng được thôi, nhưng những chuyện quan trọng hơn ấy thì phải cân nhắc và tìm hiểu cho kỹ vào. Mẹ xin lỗi con. Cái mẹ nợ con trên cuộc đời này là một lai lịch đàng hoàng, một người cha tử tế. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Con yêu mẹ. Con chỉ cần có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời này.